xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử SEO. À, trong video hôm nay các bạn, tôi xin uh, trình bày với các bạn một cái ứng dụng của những cái linh kiện điện tử. thì uh, hôm nay tôi trình bày với các bạn một cái ứng dụng của linh kiện đó là linh kiện tu điện. tụ điện các bạn, tức là một cái uh, dạng mà chúng ta sử dụng một cái mạch, một cái mạch, đây đúng là một cái mạch cơ bản các bạn nhé, tụ điện là kết hợp với một cái ứng dụng tiếp là linh kiện của diode. Đó. Thì cái mạch mà tôi muốn nói với các bạn ở đây là một cái mạch hạ áp và chỉnh lưu ra điện từ ac sang dc. À, hạ áp ở đây là chúng ta sử dụng một cái tụ điện và chỉnh lưu là chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta sau khi hạ áp xong chúng ta sẽ à, sử dụng à, cái mạch chỉnh lưu ở toàn kỳ để chúng ta sẽ đưa ra một cái điện dc rồi để mà làm rõ vấn đề này thì tôi xin trình bày với các bạn một cái vấn đề là vấn đề mà hạ áp của tù điện nó như thế nào thì các bạn biết rồi cái tù điện một cái tù điện các bạn nhé một cái tù điện một tù điện thì như tôi đã trình bày với các bạn ở một cái video mà chúng ta đã nói về tụ điện thì trên nguyên tắc các bạn tụ điện nó sẽ không cho dòng điện đi DC đi qua các bạn nhé nó không cho dòng điện DC đi qua tức là khi các bạn khi các bạn đặt một điện áp DC Vào hai đầu tụ thì cái tụ nó sẽ nạp nó nạp các bạn nhé nó nạp cái điện áp DC ở đó, ở hai cái bản cực của nó khi mà nó nạp khi các bạn hiểu là khi nó nạp thì cái dòng điện nó sẽ tăng lên nó tăng lên và khi nó đầy cái tụ này thì nó sẽ dừng lại tức là nó sẽ không cho dòng điện DC đi qua nữa còn đối với dòng điện AC chúng ta đặt vào đây thì các bạn biết là rồi biết là dòng điện AC nó cái nguyên tắc của nó là nó có tính chất thay đổi ở hai cực ví dụ ở bên đây là dương bên này âm đúng không các bạn ở cái nửa chu kỳ đầu thì nó sẽ nạp cái tụ điện đến khi mà nó sẽ đổi chiều ở nửa chu kỳ sau thì nó sẽ có cái sự thay đổi bản cực thì lúc đó tụ điện nó sẽ phóng thì các bạn biết khi nó phóng nó phóng thì nó sẽ xả cái tụ này và nó sẽ có một cái dòng điện đi qua của nó và cái ứng dụng cái nạp xả này thì người ta sẽ có cái vấn đề là người ta nhìn nhận cái tụ điện này nó dẫn một cái dòng điện ac đi qua nhưng mà nó dẫn đi qua như thế nào lại là chuyện khác các bạn Nó dẫn đi qua thế nào là chuyện khác Thì hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn Nó sẽ dẫn như thế nào Các bạn biết rằng Khi mà một cái tụ điện Nó dẫn dòng AC đi qua các bạn Thì ở trong Ở phía bên trong của nó Nó có một cái dung kháng à, Một cái dung kháng Thì các bạn biết đã nói đến kháng Tức là nó mang tính chất là nó cản trở cái dòng điện đúng không các bạn thì cái dung kháng này tôi gọi nó là zc zc các bạn cái zc nó có một cái biểu thức tức là cái cái kháng lại dòng điện các bạn nó có một cái biểu thức zc là bằng một trên cho omega nhân cho c đây là một cái biểu thức omega c các bạn thì nó như thế này các bạn nó bằng là gì các bạn nó bằng là 2 pi f nhân cho c các bạn nhé 2 p f nhân cho c 2 p này này nó là một hàng số đúng không các bạn tức là bằng 2 nhân cho mấy tần số nhân với tần số f rồi và nhân cho c ở đây các bạn f là tần số điện xoay chiều các bạn nhé c là điện dung của tụ điện tức là được tính bằng gì các bạn được tính bằng fara tần số này được tính bằng hẹp các bạn nhé như vậy từ cái biểu thức này thì các bạn thấy điều gì xảy ra các bạn thấy là gì ZC tức là dung kháng của tủ điện nó sẽ tỷ lệ nghịch với tần số và điện dung của tủ điện hay nói cái khác đối với tần số càng cao đối với tần số càng cao ép càng cao các bạn ép càng cao này thì dung kháng nó sẽ càng nhỏ đúng các bạn tần số càng cao thì dung kháng càng nhỏ à. còn đối với tụ điện c c tức là dung tức là điện dung của tụ điện càng cao thì càng cao bao nhiêu thì ZC này nó cũng càng nhỏ nhiều. Hay nói cái khác là gì các bạn? Nếu điện dung càng lớn thì cái dòng điện đi qua cái tụ nó dễ dàng. Tại vì ZC tức là cái cái kháng của tụ đúng không các bạn? Thì các bạn thấy là điện dung này càng lớn bao nhiêu thì cái dung kháng nó càng giảm đi bao nhiêu. Và cũng đồng thời là tần số này càng lớn bao nhiêu thì dung kháng này nó cũng càng giảm đi bao nhiêu. Và nó ngược lại. Tức là điện dung nó càng nhỏ thì dung kháng này càng cao. Và tần số này càng nhỏ thì cái dung kháng này nó cũng càng cao lên, tức là vấn đề ngược lại của cái vấn đề trên. Đúng không các bạn? Như vậy ứng dụng ứng dụng ở trong cái cái mạch mà tôi muốn trình bày với các bạn là cái mạch giảm giảm áp bằng tụ điện. Tức là các bạn sử dụng một cái tụ một cái tụ có một cái dung kháng nhất định nào đó để chúng ta tìm được cái ZC này à tức là chúng ta sử dụng cái điện nó có một cái điện dung cụ thể nào đó thì chúng ta tìm ZC này và cái ZC này nó chính là cái hạn dòng của một cái tụ điện đối với điện AC các bạn nhé đây nó chính là cái cách của chúng ta sẽ hạn dòng một phần là các bạn biết là điều gì cái tần số F của điện lưới điện lưới 220V là một cái tần số không đổi 50 hạt cái tần số là 50 hạt còn cái chu kỳ thì bằng à, uh, 2F đúng không ạ 2F thì bằng T đó như vậy là chúng ta có một cái tần số cố định và bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi thay đổi cái điện dung của tụ điện và chúng ta sẽ tính được cái ZC này nhờ trên cái biểu thức này các bạn nhé đó thì Tôi có một cái sơ đồ Đây là một cái sơ đồ mà hạ áp Bằng tu điện à. Thì các bạn thấy trên sơ đồ này nó có cái gì Trên sơ đồ này nó có là Điện áp AC 220V đi vào Tôi sử dụng Tôi sử dụng một tu điện C1 Tôi mắc song song với một cái điện trở Cái điện trở này nó mang tính chất là gì các bạn Nó phụ dẫn À, nó phụ dẫn uh, cho cái tụ điện này và nó cũng làm cái quá trình là nó hạn chế bớt cái vấn đề mà uh, khi mà điện lưới nó điện lưới nó thay đổi cái uh, chiều đó các bạn dụng dương ở đây họ âm đây hoặc âm đây hoặc dương ở đây thì nó sẽ hạn chế bớt cho cái cái dòng nạp uh, phóng xả cho cái tụ này để nó bảo vệ một phần cho tụ này thì đây là cái mạch mắc song song rồi các bạn thấy sử dụng một thêm một cái mạch gì nữa đó là cái mạch chỉnh lưu cái mạch chỉnh lưu này thì tôi cũng đã kề cập với các bạn một video rồi đúng không các bạn đó, cái mạch chỉnh lưu này nó mang tính chất là gì các bạn nó sẽ chỉnh lưu cái điện áp sau khi mà chúng ta hạ hạ áp bằng tủ điện đó. rồi cái mạch chỉnh lượng cái mạch chỉnh lưu này thì đương nhiên nó có một cái cái áp dương áp dc đi ra là dương và âm đây là dương này các bạn này và đây là âm các bạn này đó và nó đi về cái AC còn lại bằng điện trở R2 này điện trở R2 này thì nó đóng vai trò là điện trở hạn dòng đó à, khoảng à, 100 ohm chẳng hạn đó. điện trở R2 này khoảng 100 ohm chẳng hạn nó giống vai trò như một điện trở cầu trì thôi các bạn nó vừa điện trở cầu trì và nó cũng vừa hạn bớt dòng rồi sau đó các bạn sẽ có một cái điện áp DC đi ra sau khi chỉnh lưu thì các bạn sử dụng một cái tụ lọc C2 này có giá trị từ 1.000 UF tức là 1.000 microfarad trở lên để các bạn làm phẳng cái dòng điện xoay chiều à, tức là nó sau khi chỉnh lưu thì nó vẫn còn cái dạng nhấp nhô đúng không các bạn à, thì các bạn sử dụng cái tụ điện này để các bạn làm phẳng nó và các bạn sử dụng thêm một cái cho tôi một cái điện trở R R3 này có giá trị khoảng 2 ký mấy à, từ 2 ký mấy trở lên đó để các bạn làm phẳng hơn nữa tức là nó đóng vai trò như một cái tải tải phụ Đó. và ra đây là một điện áp dc và cái điện áp dc này các bạn này điện áp dc này á thì với cái dòng điện mà chúng ta chưa có tải các bạn nhé ở đây là cái tải phụ tải r 3 này rất nhỏ à, xin lỗi cái điện cái tải này nó 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 nhỏ thôi các bạn tức là nó có cái giá trị à, trở kháng nó không lớn thành ra khi mà các bạn chưa có một cái tải chính thức cho nó thì cái điện áp này nó khả năng DC này nó còn cao bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái diode Zener ở trong phần diode tôi trình bày các bạn thì tôi cũng đã nói đến cái diode Zener tức là một diode ổn áp đó diode ổn áp thì cái diode ổn áp này cái diode ổn áp này các bạn các bạn mắc song song với lại DC out thì diode zener này nó có cái giá trị ổn áp bao nhiêu thì điện áp ra nó là bấy nhiêu ví dụ tôi giả sử như điện áp của diode zener này là 12V 12V các bạn nhé thì cái điện áp out này của nó là 12V tức là out DC lúc đó 12V còn nếu các bạn đặt diode 24V thì điện áp ra nó là 24V hoặc là các bạn đặt diode zener này 5V thì điện áp ra của nó là 5V. Tức là điện áp DC out của nó là 5V. Hay nói cái khác là gì các bạn? Diode zener này chính là một cái diode ghim áp cho cái điện áp DC out. Đó, bây giờ thì tôi nói như vậy là trên lý thuyết, bây giờ tôi sẽ trình bày các bạn ở trên một cái thực tế để các bạn sẽ thấy nó như thế nào. Đây các bạn. Đây là một cái test bo tôi đã cắm sẵn cho các bạn để các bạn dễ hình dung nó ra. Đúng không ạ? Đây. Thì bây giờ tôi sẽ cấp điện áp vào. Tôi sẽ cấp điện áp vào. Điện áp lưới 220. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái đồng hồ như thế này tôi đo cho các bạn. Nó dễ các bạn dễ hình dung ra đồng hồ này là cũng là đồng hồ mà tôi làm cái dạng mà để nó dễ nhìn các bạn nhé và nó dễ kiểm tra với hai nữa là cũng không cần phải chuyển thang đây các bạn điện áp vào đây các bạn tôi có một cái dắt cắm dây dẫn sẵn điện lưới đây các bạn các bạn thấy điện áp lưới của tôi bây giờ nó đang là 218V AC đúng không các bạn ở với cái tần số 50 hz đó thì bây giờ tôi sẽ ghi nó vào đây tôi ghi ở đây ở trên cái sách này thì các bạn thấy là gì cái này các bạn thấy là gì đây các bạn một cái tụ điện một fara đó các bạn Ê, xin lỗi một micro fara các bạn này à, tức là một uf các bạn này hay nói là đúng là tụ pi nó là 105 đúng không các bạn chúng ta nối song song với một điện trở 470 10 ký à, và chúng ta sẽ đưa vào một cái diode chỉnh lưu ở đây tôi sử dụng diode cầu các bạn nhé diode cầu đó các bạn này đó, nó giống như sơ đồ nguyên lý đấy và tôi sử dụng một cái điện trở R2 đó, điện trở R2 như trên đây các bạn như trên đây đây các bạn tụ điện 105 tức là một UF đó các bạn điện trở 470 kg đây rồi nối với một diode, mắc ra một diode cầu diode cầu hoặc là bốn con diode đơn gì tùy các bạn đó, các bạn có thể mắc trên trên đây sơ đồ trên này rồi cái điện trở gánh điện trở gánh là 100 ohm đúng không ạ tức là điện trở của chị đây đó. rồi sau khi đi ra Rồi tôi mắc một cái tụ điện à một cái tụ điện và tôi sẽ mắc một cái con điện trở một con điện trở ở đây điện trở đó điện trở này điện trở tải tải phụ đúng không ạ đó thì bây giờ tôi sẽ ghim điện vào Rồi bây giờ tôi sẽ kiếm điện vào đây các bạn nhé Đây các bạn Kiếm điện 220V vào Bây giờ chúng ta sẽ đo đầu vào trước đây các bạn này Đây 220V đúng các bạn Đó Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo đầu ra các bạn Đầu ra Các bạn thấy là điện áp nó đang là 80 80 mấy vôn các bạn như vậy bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái diode tôi sử dụng một diode Zener đây con diode Zener này là diode Zener 5V 1W các bạn nhé tôi ghim vào đây tức là tôi ghim dạng song song với nó các bạn nhé cái mạch này thì nó, nó 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 cái dạng của nó là hạ tải bằng tụ à, xin lỗi hạ áp bằng tụ các bạn nhé hạ áp bằng tụ thì các bạn nhớ là nó cũng nguy hiểm nên các bạn không được cái vấn đề là các bạn đụng vào nó các bạn nhé các bạn sẽ rút điện ra khi các bạn cắm rồi bây giờ tôi sẽ thử trên đây các bạn. Tôi đo lại. Áp vào thì vẫn là 220 đúng không các bạn? Đó, 220V. Bây giờ áp ra các bạn này. Đó, áp ra các bạn thấy bây giờ nó là 5V. VDC. Ở đây là 220 VAC. Đúng không các bạn? Và chúng ta đo ở đây là 5V. Đó, 5V VDC tức là lúc đó các bạn thấy nó có một cái dòng đi qua diode. Đó, đi qua diode và nó sẽ khi mà có một cái dòng nhỏ đi qua diode này các bạn thì nó sẽ ghim cái điện áp bằng với điện áp của diode ghim này. Ở đây tôi ghim đi diode đi, uh, 5V thì nó sẽ là điện áp 5V. Đúng không các bạn? Và bây giờ tôi thay cái diode 5V này bằng một cái diode 12V chẳng hạn. À, nhưng mà các bạn nhớ nhá, thi thay là phải rút điện ra nha Cái này điện áp này nó không an toàn chúng ta các bạn. Rồi, thì tôi sẽ ghim lại. rồi sẽ ghim lại lại. rồi các bạn thấy này. Điện áp ra giờ nó là 12 V. Đó. Như vậy các bạn thấy là gì? Cái điện áp ra của chúng ta nếu như chưa có diode thì nó chưa có cái dòng ghim các bạn, nó chưa có cái dòng ghim đó, thì nó điện áp nó rất là cao và cái tải mà chúng ta sử dụng ở trên đây cái tải mà chúng ta sử dụng nếu chúng ta sử dụng tải ở DC đi ra này đó, thì các bạn thấy điều gì các bạn thấy là nó sẽ phụ thuộc cái công suất đó các bạn nó sẽ phụ thuộc vào cái diode này ví dụ như tôi sử dụng diode diode một quát ở đây đây tôi sử dụng diode một w thì các bạn chỉ sử dụng cái tải là từ một w đổ lại các bạn nhé dưới một quát đó còn bạn bạn trên một w thì diode này nó sẽ chịu không được các bạn nhá đó như vậy là các bạn thấy là gì chúng ta sử dụng một cái tụ điện để chúng ta sẽ hạ áp nhờ một diode ghim ddc ở đây với ac thì không được các bạn phải sử dụng dc thì bị diode này nó chỉ nó chỉ có hạn dòng ở cái điện áp ac mà thôi à, xin lỗi dc thôi các bạn nhá như vậy ứng dụng cái mạch này thì các bạn biết là chúng ta có thể sử dụng có thể sử dụng các bạn có thể sử dụng ở những cái tải nó có công suất nhỏ những tải công suất nhỏ thì cái mạch này nó cũng ứng dụng nhiều lắm các bạn chúng ta sử dụng cái này Nó ứng dụng nhiều nhưng mà uh, nó cũng không được phổ biến tại vì cái vấn đề đây nó mang tính chất là nguy hiểm ở cái điện áp lưới à, cao các bạn nha rồi như vậy thì qua cái video này tôi đã trình bày với các bạn một cái ứng dụng ứng dụng chúng ta ứng sử ứng dụng của tụ điện để chúng ta hạ áp kết hợp với một cái mạch chỉnh lưu DC các bạn nhé để chúng ta sẽ cho ra một cái điện áp DC và sử dụng cho những cái 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 à, chúng ta sử dụng cho những cái à, tải mà nó có cái công suất nhỏ và cái mạch này thì nó cũng nó có một cái ưu điểm là rất nhỏ gọn nó không sử dụng những cái dạng hạ, hạ áp bằng những cái biến thế cồng cành hoặc là nó sử dụng những cái mạch à, nguồn à, chỉnh cái mạch hạ áp khác những ưu điểm của nó là nó rất là nhỏ gọn và nó rất rẻ tiền nhưng cái nhược điểm của nó là nó nguy hiểm về điện lưới các bạn nhé cái thứ hai nữa là nó là một cái nguồn trực tiếp bằng điện lưới vào thành ra cái vấn đề nguy hiểm ở đây là vấn đề mà à, điện nó giật điện cao áp nó giật các bạn và vấn đề mà chúng ta sử dụng cái mạch này cái hạn chế của nó nữa là cái công suất nó nhỏ và nó phụ thuộc vào cái diode zener này đó các bạn nhé rồi như vậy là video này tôi đã trình bày với các bạn xong một cái mạch chúng ta sử dụng ứng dụng trong tụ điện à, các bạn thấy là cái cái vấn đề mà khi chúng ta hiểu về lý thuyết và ứng dụng của những cái linh kiện thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc các bạn nhé rồi video này tôi xin tạm dừng lại đây Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Và à, Mong các bạn sẽ Đăng ký kênh à, Giúp tôi like hoặc là chia sẻ Cho nhiều người biết đến Rồi xin cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Tạm biệt các bạn